Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được trở lại để thực hiện phần 2 của chương trình Asia theo dòng lịch sử do chúng tôi là Nam Lộc cùng người bạn trẻ là anh Jimmy Nhật thực hiện. Và như đã hứa với quý vị trong kỳ trước, Jimmy và chúng tôi hôm nay sẽ nói tiếp về cái lý do tại sao lại có cái tiết mục trình diễn của nhạc sĩ Phan Mân Hưng mà hôm nọ Jimmy hỏi chú đó. Yeah. Vâng. Và thưa quý vị, cái chương trình đó nhiều người thắc mắc là trong phần đầu của chương trình chúng ta nói là có những trục trặc, thì làm sao mà phần trình diễn của nhạc sĩ Văn Phan Hưng lại có thể thực hiện trọn vẹn và đầy đủ từ hình ảnh cho đến background, trong khi toàn bộ máy móc đều bị trục trặc từ đầu của chương trình. Thú thật với quý vị, tôi cũng không biết có can đảm để có thể kể hết cái phần tâm linh đã làm cho mọi người rùng rợn và thậm chí thay đổi luôn cả niềm tin của những người không tin. Trước hết thì chắc Jimmy và quý vị khán giả cũng biết là ban tổ chức hầu hết đều là những người ở trung tâm Asia. Và trung tâm Asia thì đều theo đạo Công giáo. Cho nên cô Thi Vân, nhạc sĩ Anh Bằng hay là nhạc sĩ Trúc Hồ đều cầu nguyện theo cái tôn giáo của mình. Chứ không có giống như là làm những cái bàn thờ cúng tổ nghiệp vân vân. Giống như là những cái trung tâm khác vậy đó. Và vì thế cho nên đôi khi mà chứng kiến những cái phần mà các anh chị em nghệ sĩ mà họ muốn cúng tổ đó, thì mỗi một người theo tôn giáo của mình tự thầm kín, nghĩa là kín đáo khấn vái vậy thôi. Vâng, và đó chính là cái tình hình mà lúc mà nó xảy ra chuyện này thì mọi người xôn xao, đó là lý do đó. Thế còn chú thì sao chú? Vâng, phần tôi thì thực sự là trước đây tôi không có tin. Nhưng mà sau cái lần trình diễn vừa rồi và những cái chuyện xảy ra mà không thể mà cắt nghĩa được đó, thì từ đó trở đi mỗi lần lên sân khấu tôi cũng đều có cúng tổ sân khấu, cúng tổ nghiệp. Thế nhưng mà cậu đừng có cắt ngang để tôi tiếp tục kể chuyện cho cậu với quý vị nghe chứ. Dạ vâng, sorry chú, mời chú tiếp tục. Dạ vâng. Thưa quý vị, trở lại với chương trình. Sau khi cúng kiến xong ở trên sân khấu thì bỗng dưng có hai trong số và khoảng 10 cái camera thu hình, hai cái làm việc trở lại. Và từ trong control room đó, thì ông đạo diễn, ông ấy cho biết là đã thấy được một số cảnh, nhưng mà tất cả đều từ hai cái máy handheld camera, tức là những cái máy cầm tay thôi. Vì thế cho nên chỉ toàn thấy khán giả chứ không thấy nghệ sĩ. Nhưng mà đặc biệt là những cái DVD, video player để mà chiếu những cái background hay là video clip đó, thì cũng bắt đầu làm việc. Từ bên ngoài thì anh bạn Nguyễn Viết Kim, quý vị có nhớ là cái anh chàng kỹ sư NASA mà tôi đã nhắc đến trong kỳ trước, và cũng là người đã đưa nữ ca sĩ Thanh Tuyền đi mua trái cây, hoa quả và nhang đèn về cúng đó. Thì sau khi mà chứng kiến những cái vật lạ rơi từ trên trần xuống dưới sân khấu, đồng thời nhìn thấy cái dàn camera hoạt động trở lại đó, thì từ hàng ghế khán giả, anh Kim đã text cho tôi, trước là để báo cho tôi biết là các camera đã làm việc được rồi, và sau là để cho chia sẻ cái niềm tin về tâm linh. Lúc này thì anh ấy tin, anh nghĩ rằng sau khi cúng bái, mọi chuyện có điều gì xảy ra. Và khi mà nhớ lại chi tiết này đó, thì cách đây 1 tuần trước ngày thu hình cho video này đó, thì tôi có liên lạc với anh Nguyễn Viết Kim để xin phép anh là được nhắc đến tên anh trong cái chương trình này. Thì anh có email trả lời là vâng, Nam Lộc cứ tùy nghi đi. 16 năm trước đây, trong hôm thu hình video hành trình 30 năm tại Hoa Thịnh Đốn, vì là người địa phương cho nên tôi đã vui vẻ tiếp tay Nam Lộc cũng như là ban tổ chức. Và sau khi chứng kiến cái dàn đèn rơi thì sân khấu, khán thính giả lúc đó cứ tưởng như là ban tổ chức xếp đặt vậy đó, đây là một cái màn gì trình diễn thôi. Và thấy cái người nam ca sĩ mà tôi quên tên rồi, anh Kim ấy nói là tôi thấy cái anh chàng ca sĩ này vẫn cứ bình tĩnh tiếp tục trình diễn, và mà tôi thấy không có ai bị hề hấn gì. Bởi vì nếu mà trúng đầu, cái đèn nó rơi trúng đầu thì có thể sẽ bị thương vong. Thế rồi anh Kim viết tiếp là thế nhưng mà tôi sau khi chứng kiến, sau khi cúng bái thì mọi sự yên lành. Dù ngồi ở hàng ghế trên lầu sát với sân khấu mà trong lòng tôi vẫn lo âu. Tôi còn nhớ là tôi ngồi cạnh cô nghệ sĩ Hồng Đào. Và bây giờ mỗi lần mà tôi lái xe ngang trên Independence Avenue, ngang qua National Theater, ngang qua Freedom Plaza hay là tòa Đối Chánh hay là White House vân vân, nghĩ lại tôi vẫn còn sợ và tin là có sự phù trợ tâm linh sau khi cúng bái. Và thưa quý vị, ông Kim hiện nay ông ấy đã dọn về sống ở Palm Valley. Điều ông kể nó cũng trùng hợp với nhạc sĩ Trúc Hồ. Và như tôi đã kể trong kỳ trước là từ trong control room đó, anh nhạc sĩ Trúc Hồ cũng thấy như vậy. Và anh ta định thông báo để ngưng chương trình vì sợ tai nạn xảy ra. Nhưng mà sau khi thấy ca sĩ tiếp tục hát một cách bình thường thì Trúc Hồ bỏ ý định đó. Tuy nhiên, hầu hết các máy thu hình chính thức vẫn chưa hoạt động được. Một điều kỳ lạ là các máy phát hình làm việc đúng vào những cái phần tưởng niệm để chiếu video clip cho các tiết mục tâm linh như là Nghĩa trang thủy nhân tại các trại tị nạn Đông Nam Á và tưởng niệm các tử sĩ Mỹ gốc Việt. Mời Jimmy và quý vị khán giả theo dõi đoạn video đó sau đây. Trước hết xin được thay mặt ban tổ chức cũng như là khán giả chào mừng các bạn đã trở về bình an. Chúng tôi muốn có một vài câu hỏi đến với các bạn. Trước hết là xin hỏi thăm bạn Khôi Nguyên. Bạn có thể cho biết cái lý do nào mà các bạn, lý do thúc đẩy các bạn gia nhập quân ngũ? Dạ, thưa anh Nam Lộc và quý vị khán giả, hồi xưa ba em là sĩ quan thiết giáp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên em muốn theo gương ba và các chú bác để gia nhập lính. Như vậy thì công việc làm của em hiện nay trong quân đội là công việc gì? Dạ, em lái xe tăng. Úi dồi, lái xe tăng. Câu hỏi thứ hai xin được dành cho hạ sĩ Nguyễn Vinh Thuận. Anh Thuận có thể cho biết, diễn tả lại một ngày sống của chiến binh ở bên Iraq được không? Dạ, thưa anh Nam Lộc và quý vị khán giả, Iraq is very hot. And thời tiết ở bển thì đâu khoảng 120 đến 130 độ. Nóng như vậy mà mỗi lần tụi em đi hành quân thì phải mang trên người khoảng, tất cả gồm lại nặng khoảng 40 pound quân trang. Còn đơn vị của em thì ở miền Bắc Iraq, cho nên mỗi ngày tụi em phải lãnh đủ khoảng 5-6 viên đạn pháo kích của kẻ địch. Wow, life is very tough there, huh? Well, that's a soldier life. Và một câu hỏi nữa xin được dành cho anh Bùi Thanh Thảo. Bùi Thanh Thảo có thể chia sẻ cảm nghĩ của em đối với những người bạn cùng trang lứa hiện nay hay không? Xin chào anh Nam Lộc và quý vị đồng hương. Chúng em là những người tị nạn cộng sản đã hiểu được cái giá trị của tự do và dân chủ và may mắn được đến bến bờ của tự do. Vì thế chúng em tiếp tục cái người ở bản xứ để đấu tranh và gìn giữ cái nền tự do và dân chủ đã có từ bao nhiêu năm, từ khi thành lập nước. Riêng Thảo có lời nhắn đến các bạn cùng trang lứa. Các bạn hãy tiếp tục làm những công việc mà các bạn đang yêu thích. Trước hết là phục vụ cho cộng đồng tại bản xứ nói chung và cho cộng đồng Việt Nam nói riêng. Và nhân tiện đây cũng xin cảm ơn cộng đồng để Việt Nam chúng ta đã ủng hộ cho những anh em quân nhân chúng tôi. Vâng, và câu hỏi sau cùng trước khi chia tay thì các bạn đều là những thanh niên trẻ yêu đời và bay bướm. Như vậy thì Tăng Nguyên Khôi có thể tả một chút về con gái Iraq được không? Dạ, con gái Iraq rất là dễ thương, nhưng đẹp hay không thì em không biết. Tại vì đi đâu cũng chùm mặt hết, không thấy gì hết. Và những người lính ở bên bển cũng phải nhớ là một cái luật là nếu đụng là phải cưới. Ồ, đụng là phải cưới. Như vậy có cậu đã đụng chưa? Chưa. Vâng. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa các chiến binh vừa trở về từ chiến trường Iraq. Và đây là những cảm nghĩ của những người trở về từ chiến trường Iraq một cách an toàn. Nhưng cũng có những người ra đi và không có ngày trở lại. Chúng tôi kính mời quý vị theo dõi câu chuyện của một trong những chiến sĩ đã tử trận. Đó là chiến sĩ Lê Ngọc Bình. Hạ sĩ Lê Ngọc Bình mất tại Iraq. Thưa quý vị, anh đã mất một cách rất là anh dũng. Hạ sĩ Lê Ngọc Bình đã cứu đồng đội bằng cách bắn vào tên lái xe đang chở một chiếc xe bom xông vào trại lính của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở An Al alba, tức là một trại lính nằm ngay ở biên giới của Iraq và Jordan. Lê Ngọc Bình đã bắn chết người tài xế và chiếc xe đã lật, bom nổ tung. Lê Ngọc Bình bị thương nặng và anh từ trần vào ngày 3 Tây tháng 12 năm 2004. Đích thân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Paul Wolfowitz đã đến chia buồn với ông bà Trần Văn Liên, bà Lê Thanh là những người đã nuôi nấng Lê Ngọc Bình và nói rằng Lê Ngọc Bình là người lính di dân đầu tiên, một người anh hùng đầu tiên trong những người di dân đã chết cho Tổ quốc Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, bây giờ thì giấc mơ của cố hạ sĩ Lê Ngọc Bình đã trở thành sự thật, nghĩa là anh đã mang được bố mẹ của anh qua Hoa Kỳ như là giấc mơ của anh. Thế nhưng đây là một cuộc sum vầy trong tan tóc và mất mát. Những cái chi tiết mà tôi vừa kể càng làm cho mọi người tin là có một sự linh thiêng nào đó đang xảy ra. Và trong lúc chờ đợi đến cái tiết mục của mình thì tôi và Việt Dũng có hỏi đùa cái ông manager của rạp. Ông là người phụ trách sân khấu là nghe đồn, ông ấy nghe đồn hí viện này có ma phải không ông? Thì câu trả lời của ông này làm hai đứa tôi té ngửa. Ông ta nói là yes, có đấy các bạn. Tôi làm việc tại đây, tôi đã từng chứng kiến nhiều chuyện lạ lùng xảy ra. Mà ông nói là vì có một nghệ sĩ kịch nghệ nổi tiếng người Mỹ tên là John McCullough. Ông McCullough đã bị bắn chết ngay tại địa điểm này và xác của ông ta được chôn dưới lòng sân khấu. Vì thế thỉnh thoảng ông ta vẫn cứ hiện về, đi vòng vòng trong rạp hoặc là ngồi xem các buổi trình diễn. Ông manager còn cho biết là có nhiều nhà tổ chức tin vào cái điều này. Vì thế cho nên thỉnh thoảng trong các buổi trình diễn họ vẫn thường để chống một cái ghế nào đó để cho ông McCullough ngồi thưởng lãm. Sau đó ông nói gần như là nửa đùa nửa thật. Ông bảo là quý vị bán tất cả các ghế, không chừa chỗ nào cho ông ấy cả. Cho nên có lẽ ông ấy giận là đúng rồi. Oh my God, thật vậy chú? Thật vậy chứ. Sau, lúc đó tôi và Việt Dũng còn giải thích cho Trúc Hồ biết là cái câu chuyện này mà. Còn chị Vân thì sao? Ồ, Thi Vân thì vẫn chưa tin. Bằng cớ là sau khi Trúc Hồ chứng kiến một cái vật gì rơi từ trên cao xuống dưới đất, dưới sân khấu đó, cùng một lúc với anh bạn Kim của tôi đó, thì Thi Vân còn nói đùa là chắc là Trúc Hồ nằm mơ đó. Thế nhưng mà thưa quý vị, đến bài thứ 10 thì Trúc Hồ và Việt Dũng bước ra sân khấu để giới thiệu, không phải, bước ra cái lan can đó, là cái chỗ để giới thiệu nhạc phẩm này. Đó là nhạc phẩm 10 năm yêu em của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Trước hết thì Trúc Hồ xin lỗi khán giả về cái chuyện trục trặc kỹ thuật. Sau đó để cho cái không khí nó bớt đi căng thẳng thì anh ta đem chuyện hồn ma can thiệp vào chương trình thu hình ngày hôm nay, làm cho khán giả thích thú cười thật là thoải mái. Nhưng vẫn nghi là Trúc Hồ nói đùa để chọc họ cười mà thôi. Sau đó thì Trúc Hồ năn nỉ nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng là hãy thương lượng với hồn ma của ông John McCullough để cho phép trung tâm Asia thực hiện trọn vẹn được chương trình, có thể nói là một chương trình vô cùng quan trọng này. Mời Jimmy và quý vị cùng nghe cái lời xin xỏ của Trúc Hồ sau đây. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Trúc Hồ. Can you guys turn me up a little bit? All you guys? Thank you. Xin kính chào quý vị, tất cả các chú, các bác, các anh, các chị ở thành phố DC cũng như ở các vùng phụ cận. Trước hết là Trúc Hồ xin thay mặt toàn thể anh chị em ở trung tâm ban nhạc Asia cảm ơn quý vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Thật là một sự rất cảm động khi thấy quý vị đã có mặt, và cũng nhân cơ hội này xin thành thật xin lỗi quý vị về những trục trặc đã xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ qua. Nếu mà quý vị có buồn một á, thì thật sự tất cả anh chị em nghệ sĩ ở trung tâm Asia buồn 100 lần. Thứ nhất á, là một phút mình trễ đó thì mình có thể mắc 10.000, 10 phút mình trễ đó, mình mắc cả 100.000. Đó là vấn đề tiền bạc thôi, tiền bạc nó cũng quan trọng nhưng mà trong cái giờ phút này nó không quan trọng lắm. Cái giờ phút này đó là chúng ta đang thực hiện một cuốn DVD 30 năm nhìn lại, nó phải được thực hiện tốt. Đó là bổn phận của chúng ta. Để làm chi? Để cho tất cả những người Việt trên toàn thế giới coi được những thành quả mà của người Việt của chúng ta trên toàn thế giới đạt được, cũng như lịch sử mà các con em của chúng ta phải biết tại sao chúng ta ở đây. Đó là điều quan trọng. Xin quý vị cố gắng bỏ qua những cái gì mà trung tâm đã không làm cho quý vị hài lòng trong ngày hôm nay. Chỉ cố gắng một ngày thì thôi. Xin cảm ơn quý vị. Hồi nãy thì hai anh em chúng tôi có đùa với nhau thưa quý vị, là không hiểu là cái chuyện gì xảy ra. Tại vì mỗi lần sửa soạn một cái chương trình như vậy thì cũng phải sửa soạn rất là kỹ, nhưng mà không hiểu là tại sao xảy ra cái vấn đề kỹ thuật đó. Thì thưa quý vị, cũng sẵn ở đây để xin chia sẻ với quý vị, và nhất là những quý vị nào mà yếu bóng vía thì cũng nên nghĩ tới một chút xíu. Vì ở ngay cái rạp hát này là một rạp hát nổi tiếng về một bóng ma. Chuyện này có thật 100%. Bóng ma này là của một người tên là John McCullough. Và câu chuyện này đã được ghi trong tất cả những sách sử của Mỹ, thưa quý vị. Ông John McCullough là một nhà văn rất là nổi tiếng, và ông đã chết ở ngay trong cái rạp hát này. Và nay rạp hát này là một trong những rạp hát được nổi tiếng và được liệt kê ở trong danh sách những tòa nhà Haunted House của Hoa Kỳ. Và đây là chuyện có thật 100%. Và bây giờ thì trở lại, thưa quý vị, mà mỗi lần làm một cái chương trình lớn như vậy thì thực sự ra anh em của chúng tôi phải nói là nhớ rất nhiều về một người anh mà anh em của chúng tôi thương mến. Riêng đối với lại Trúc Hồ và Việt Dũng, thưa quý vị, thì đây là một cái người mà mặc dù là không còn nữa, anh cũng là một bóng ma, nhưng là một bóng ma mang lại cái hạnh phúc và mang lại những cái sự an bình và cái sự khuyến khích cho những người em đã ở lại và đã ở làm việc ở bên anh trước đây. Đó là nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Thưa quý vị, cứ mỗi lần làm những cái chương trình lớn như vậy thì anh em chúng tôi xúc động nhớ đến nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và những đóng góp của anh. Một trong những bài hát mà quý vị sắp sửa thưởng thức là một ca khúc mang tựa đề là 10 năm yêu em. Trúc Hồ là người đã làm việc với anh Thiêng rất là gần, và sẵn ở đây có dịp này thì chúng muốn bắt Trúc Hồ để kể lại cho quý vị nghe về những bí mật của người nhạc sĩ này mà quý vị đã biết qua những nhạc phẩm như là Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy, hay là những bài hát sau này của anh, Bước Chân Việt Nam, rồi Một Ngày Việt Nam, vân vân. Nhưng mà cái bí mật của anh Thiêng về cái 10 năm yêu em nó là như thế nào, Trúc Hồ có thể kể cho mọi người nghe. Anh chàng này, thưa quý vị, Trúc Hồ rất là thân với anh Thiêng. Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng nổi tiếng là ông rất là nghiêm khắc. Bên cạnh đó thì không bao giờ mà người ta thấy là anh Thiêng có bổ hết, phải không? Nhưng mà hình như bài 10 năm yêu em này là anh Thiêng viết cho một cuộc tình nào đó. Kể cho mọi người nghe đi Trúc Hồ. Đây là một sự chia sẻ, một bí mật mà được giữ khá lâu. Thì theo Hồ nghĩ anh Thiêng bây giờ cũng ở đâu đây, ở chứ chúng ta. Hy vọng là anh Thiêng, anh gặp ông có gì đó, John McCullough, nói với ổng là xin cho chúng ta một ngày bình an để chúng ta làm việc. Và anh Thiêng có ở đây thì em xin phép để kể câu chuyện này. Jimmy hỏi tôi là lúc đó tôi đang ở đâu, thì tôi nói thật là lúc đó tôi đang đứng ở bên trong, bên cạnh Thi Vân ở trong cánh gà trên sân khấu đó, cùng một số nghệ sĩ để theo dõi cái tiết mục Đôn Hồ này. Nhất là nghe Trúc Hồ mà thương lượng với cái hồn ma của ông John McCullough, thì tất cả mọi người đều cười để cười theo với khán giả như quý vị đã nghe lúc nãy đó, đã nhìn thấy lúc nãy. Bên trong sân khấu chúng tôi nhìn ra bên ngoài thì 5 ca sĩ Đôn Hồ ngồi ở trong cái tư thế sẵn sàng gục đầu vào cái thành ghế để chuẩn bị hát. Nhưng mà ngay sau khi Trúc Hồ vừa chấm dứt đó, thì có một cái miếng sắt vuông và lớn từ trên trần nhà rơi xuống ngay bên cạnh Trúc Đôn Hồ. Và khi mà rơi xuống đó, thì nó phát ra một cái tiếng rầm rất là lớn và Đôn Hồ hết hồn, giật mình. Anh chàng ấy kể lại là lúc đó em định đứng dậy thì cũng lại vừa lúc đó thì tiếng nhạc của cái bài 10 năm yêu em nó phát ra. Thế là em hát luôn, trình diễn liên tục luôn, xem như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Và thưa quý vị, kỳ lạ hơn nữa là cái mét sắt vuông đó đó, theo cô Thi Vân kể lại, thì tự nhiên nó trở thành khói và biến ngay trên sân khấu. Và người nhìn rõ nhất là cô Thi Vân và nữ ca sĩ Lệ Thu. Lúc đó thì mặt Thi Vân tái xanh tái mét vậy. Và như tôi nói lúc nãy, kể cả chị Lệ Thu. Còn tôi thì lo mải nói chuyện cho nên tôi không để ý đến cái vật rơi. Nhưng mà tôi nghe rõ cái tiếng động và miếng sắt rơi xuống. Và tôi nhìn thấy anh Đôn Hồ, anh giật mình. Và như một cái phép lạ nữa là sau cái lời giới thiệu cũng như là năn nỉ của Trúc Hồ đó, thì bỗng dưng toàn bộ máy móc làm việc trở lại thường lệ, kể cả những máy thu hình. Và ông đạo diễn mà Ryan Bolito đó, ở trong cái control room đó, ông ấy reo lên và ông hứng thú để điều khiển các máy, các chuyên viên thu hình, bởi vì bắt đầu làm việc trở lại. Chúng tôi mời quý vị theo dõi phần trình diễn của nam ca sĩ Đôn Hồ trong cái nhạc phẩm đó sau đây. Chợt nghe hồn sao xuyên ngỡ môi em thầm đợi những mùa xuân. Ta thấm đời mộng mị, 10 năm yêu em ta thấu tình cuồng si. 10 năm yêu em ta hóa thành chiếc lá trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống. Tình chưa yên vui bên sóng đời cuồng độ, chợt đêm chia phôi ngăn cách một đại dương. Từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối, nhưng em tình vẫn hát từ bên trời. Ôi ta nhớ đêm năm mộng biển, hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng. Giữa cằn cỗi chợt nghe tình sao xuyến, ngỡ môi em thầm đợi những mùa xuân. Dường như trong ta em có điều tuyệt vọng, dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong. 10 năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi, xin em cùng ta hát để nhớ hoài. Trong tình cờ ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ, Bàn tay làm sao giữ một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao níu một thời yêu thiết tha. Mười năm yêu em ta thấu đời mộng mị, 10 năm yêu em ta thấu tình cuồng si. Đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối, nhưng em tình vẫn há. Tự bên trời lúc mà hay tin là máy móc hoạt động trở lại bình thường đó, thì phản ứng của các anh chị em nghệ sĩ lúc đó như thế nào chú? Ồ, dĩ nhiên là ai cũng thấy vui rồi, coi như là tối thiểu cũng được phần nào của cái gọi là security tape, phải không? Nhưng mà hầu như mọi người đều tin là cái lời cầu nguyện của Trúc Hồ đã có người nghe. Chú nói làm cháu cũng tin là như vậy. Và việc mà máy móc thu hình hoạt động trở lại bình thường đó thì có lẽ là cũng nhờ cố nhà sĩ Trầm Tử Thiêng, chắc ông cũng có nói với ông kịch sĩ mà cái hồn ma trong rạp đó. Dạ vâng, ông John McCullough đó. Tôi này tin là như thế. Dạ vâng. Đặc biệt là bà chủ Thi Vân của tôi, sau khi chứng kiến những gì xảy ra trước mắt, cô đã nói với anh chị em nghệ sĩ là không tin cũng phải tin. Có một điều huyền bí nào đó đang xảy ra. Chưa hết, sau khi hoàn tất thu hình và thưa quý vị trở về studio của trung tâm Asia đó, thì cả Trúc Hồ lẫn Thi Vân đều vội vàng mở máy video ra để xem lại những cái vật rơi xuống này như thế nào. Và rất lạ là cả Trúc Hồ lẫn Thi Vân không người nào nhìn thấy hay là tìm được những điều gì xảy ra trên sân khấu mà được thu vào trong ống kính cả. Wow, thật là kỳ lạ quá phải không chú? Và cháu nghĩ là anh Hồ và chị Vân cũng một phần nào tin vào vấn đề tâm linh phải không thưa chú? Tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì sau cái show này trở đi thì mỗi lần Asia tổ chức thì đều có một cái bàn thờ cúng tổ sân khấu ở đằng trong, ở bên trong sân khấu để cho các nghệ sĩ theo cái niềm tin của họ. Vâng, và có lẽ để mời Jimmy và quý vị theo dõi phần chia sẻ của nhạc sĩ Trúc Hồ sau đây ạ. Vâng, thưa quý vị, như đã giới thiệu cùng quý vị trong phần đầu của chương trình, thì một có thể nói là một người mà rất là tha thiết với cái cuốn video này, đó là nhạc sĩ Trúc Hồ, tức là producer. Anh đã lo lắng và săn sóc có thể nói là trong suốt bao nhiêu tháng trường để quyết định bằng được phải thực hiện bộ DVD Asia số 46 mà cái chủ đề hành trình 30 năm như tôi vừa trình bày với quý vị. Mà cái điều lạ là mà càng lo lắng càng săn sóc bao nhiêu thì lại có những cái điều nó không có mong đợi nó xảy ra. Và như cũng đã chia sẻ cùng quý vị trong phần đầu là có những điều không thể giải thích được. Anh Trúc Hồ là một trong những người chứng kiến điều này. Và cũng có thể nói thêm với quý vị ở đây là anh là một người theo đạo Công giáo, cho nên anh cũng nhiều khi tụi tôi và anh Việt Dũng đùa, anh cũng cứ nửa đùa nửa thật chứ anh không có tin. Tuy nhiên thì trong cái phần giới thiệu bài nhạc phẩm 10 năm yêu em của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng mà do ca sĩ Đôn Hồ trình bày, thì anh Trúc Hồ anh ấy có nói chuyện với khán giả, anh nói rằng thưa trước hết anh xin lỗi vì những cái trục trặc kỹ thuật là chờ đợi cả 1-2 tiếng đồng hồ. Sau đó thì anh ấy nói thêm là xin quý vị thông cảm cho là bởi vì hình như trong dạp này có một ông kịch sĩ, ông ấy qua đời ở đây, cho nên ông cứ lảng vảng đây, ông ấy phá tụi này không có thực hiện được từ sáng đến giờ. Xong rồi anh Trúc Hồ mới xin anh Trầm Tử Thiêng phù hộ cho anh Trúc Hồ thực hiện cũng như là Asia thực hiện được bộ DVD này. Bởi vì như tôi nói lúc nãy là đây là bộ DVD mà anh Trúc Hồ nói là bắt buộc phải thực hiện bằng được. Thì sau khi mà anh giới thiệu ca sĩ Đôn Hồ thì anh mới trở về phòng control room, tức là cái phòng mà làm việc với lại ông đạo diễn. Trong đó thì có producer rồi director điều khiển những cái dàn máy ở bên ngoài. Thì thưa quý vị, nhân chứng sống trong cái buổi thu hình có thể nói là để lại nhiều cái sự huyền bí mà không giải thích được cho đến ngày hôm nay. Đó là nhạc sĩ Trúc Hồ. Chúng tôi đã may mắn mời được nhạc sĩ Trúc Hồ đến đây để chia sẻ với quý vị và chúng tôi một vài cái cảm nghĩ của anh cũng như những điều gì anh nhớ được trong ngày hôm đó. Xin cảm ơn Trúc Hồ đã bỏ thời giờ đến với anh em và quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, cảm ơn anh. Để trở về một thời gian khá lâu. Dạ vâng, 16 năm. 16 năm. Khi mà Asia với Trúc Hồ quyết định thực hiện chương trình hành trình 30 năm, dạ, thì trước hết là mình phải chọn địa điểm. Dạ vâng. Thì Trúc Hồ và Thi Vân đều đồng ý là chúng ta phải nên làm ở Washington DC, thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Dạ vâng. Nó có mang nhiều ý nghĩa. Đúng như vậy. Của một cái chương trình. Thì sau đó thì bắt đầu đi tìm research rạp. Thì rạp thì mình thấy National Theater, rạp quốc gia mà. Đúng như vậy, đúng vậy. Vâng. Tầm cỡ của quốc gia ở DC đâu phải dễ. Thế là chúng ta mượn rạp. Thì một cái production nó thường mấy rạp khác nó không có gì hết trơn á. Nó không có đèn, nó không có gì hết trơn, không có máy gì hết trơn á. Tất cả mọi thứ mình phải mang vào. Thì cái chương trình hành trình 30 năm nó trục chặt từ những cái lúc mà nó bắt đầu nó dựng những cái set vô. Mình mướn rạp từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật mình dạ trả. Thì ngay cả những cái lúc mà dựng set vô, rồi dựng mấy cái projector lên này kia nọ. Em nhớ đạo diễn Latin lúc đó của mình là Christian Choi. Thì có nhiều trục trặc xảy ra mà cái người set designer và lighting của mình đó không giải thích được. Trôi cãi lộn nhau, chửi lộn nhau luôn. Nặng nề lắm. Wow. Là đó là coi như. Nhưng mà khi mà chúng ta mướn cái rạp chúng ta phải mang set vô. Thì Asia có set designer là cái người mà vẽ trước, phát họa cho mình biết được cái rạp này nó có chiều cao, chiều thấp, rộng không gian cỡ nào để mà anh viết được cái set để mà mình build cái set. Vâng. Hồi xưa thời đó mình làm show, một show cả hơn cả $1.000 mà. Dạ vâng, đúng như vậy. Cho nên mình build cái set cho cái show đó thôi. Vâng. Xong rồi mình dục, hơi uổng. Nhưng mà mình không có chỗ giữ. Thì em nhớ là khi mà build set mọi thứ thì nó phải trục chặt từ mấy ngày đó thôi. Nhưng mà chuyện mà trong một cái production trục chặt này kia nào là chuyện khá bình thường. Dạ vâng. Thì mình gắn đèn lên. Đèn thì từ ngoài cũng mướn vô luôn. Rồi camera thì mình phải mướn một cái mối gọi là mobile track, là trong một cái xe trắc bự như vậy nó có một cái control room để mà nó gắn tất cả mọi dây nhợ để nó dính với tất cả camera mà mình để trong cái rạp đó. Mọi thứ thì nó có một cái phòng control room để mà nó làm việc với nhau. Thì cái đó cái phòng đó phòng control room. Từ trong phòng đó chúng ta có thể kiểm soát được mọi thứ trong cái rạp đó. Thì cái ngày tới cái ngày show á, tức là sáng thứ Bảy thì mình phải set up từ thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, nó phải xong rồi. Đúng, thứ Bảy là ngày show. Mình có hai show, buổi trưa và buổi chiều. 1 giờ trưa và 7 giờ tối. Thì mọi thứ tương đối là xong, mặc dù có cãi lộn lung tung trong đó. Có những thứ mà nó không có làm việc được trong cái giờ mà set up lên cái lighting. Christian Choi lúc đó nó bị panic. Nó khủng hoảng, nó bị gọi là không biết chuyện gì xảy ra, quay nó không có work. Những cái việc nhỏ của nó thôi. Thì nó làm mình delay cái công việc của mình. Thì làm một cái production thì mọi thứ nó phải liên kết với nhau, nó phải cùng nhau một điểm. Thì tới trước khi mà giờ mà quay á, thì trước khi mà giờ mở màn mà bắt đầu chương trình á, thì đùng một cái mọi thứ nó shut down. Nó không phải bên vấn đề của Christian Choi không nữa, mà nó luôn qua bên cái phần quay hình luôn. Đó. Nguyên cái máy, coi như là nguyên cái phòng control room đó. Hệ thống quay hình, cũng như là phát hình, cũng như là mấy cái máy video mà phát hình, DVD. Trong cái control room nó có rất nhiều monitor. Monitor bu quá trời monitor gì để mình chúng ta nhìn từng camera một, mấy chục cái monitor như vậy. Để nó chỉnh từng cái corner. Thì trong cái phòng đó thì có audio, có một cái mixer, một cái khu riêng biệt cho sound engineer, audio mixer, có một khu cho VO director là để mình nó chỉnh từng cái màu, từng camera nó giống với nhau, nó gọi là VO director đó, là những người mà engineer về VO á. Rồi có một phụ tá đạo diễn, thì có một người lighting designer ngồi trong đó. Thì ông Daniel Designer cũng có một cái khu riêng của mình để ông nhìn từng camera một để ông chỉnh cho có đèn trúng. Thì có một cái chỗ là cho người producer là em ngồi. Thì em ngồi như vậy. Thì thường thường đó, mình quay bốn mấy cuốn mình cũng tương đối khá quen với lại những cái người làm việc của mình rồi. Mọi người đều là chuyên nghiệp. Những người làm việc của ESA thời đó, nếu mà anh Nam Lộc coi những cái chương trình Grammy Music Award hay là Oscar, tất cả những chương trình lớn của Hoa Kỳ, mỗi lần em coi xong cái thấy credit làm thấy những người bạn của em làm trong đó. Rất nhiều anh em mà từng làm chung với ESA làm trong những cái production đó. Thì khi mà anh làm việc với người chuyên nghiệp đó, nó cho mình nhiều cái tự tin lắm, relax lắm. Nhưng ngày hôm đó thì trước ngày quay tự nhiên thì bắt đầu đèn nó nổ. Tức là ngày thứ sáu đó. Không, ngay cái ngày quay đó, trước giờ quay thì nó bị sạc điện. Cái phòng control room á, nó chỉ là một cái mobile truck, tức là xe mobile truck vô mình có cái đồ gắn điện vô. Thì mọi thứ nó power bởi cái điện riêng của nó từ cái xe truck. Thì anh có nhiều monitor phải. Thì cái cảm giác mà anh làm anh sợ đó, là giống như mình coi phim ma đó, mình thấy tự nhiên mấy cái monitor nó bị chớp lên cái tắt. Không có nói nó giống như là Star Wars đó. Nó kinh khủng lắm anh, nó giống như là nó sạc điện nữa, nó vừa có âm thanh vô nữa. Tất nhiên là mọi thứ nó rồi bắt đầu nó sét ra. Yeah, nó có nôi thôi chứ, nó không cháy à? Không sét. Nó cháy đó. Nó cháy như một cái sét lửa ra ngoài không? Mình thấy chứ, có, nhưng mà anh thấy có. Cái đó không có diễn tả lắm, tại vì nó không có mắt sen gì mà anh thấy nó cháy chốt như vậy, bởi vì nó không có gì để mà nó đốt lên cái đó hết. Thì mọi thứ nó tắt xuống. Thì lúc đó là đạo diễn, mọi người đi tìm cái nguyên nhân mà tại sao nó bị shut down như vậy. Anh shut down một cái hệ thống á. Trong như cái phòng này mình có 3 camera. Khi mà anh shut down nguyên cả hệ thống á, tất nhiên là tất cả camera nó sẽ shut down và tất cả đèn nó sẽ shut down. Đèn trong phòng mình cũng shut down và đèn chỗ lighting cũng shut down, mọi thứ nó shut down. Rồi tất cả đều tối. Trong cái xe mobile nó bị tối. Trong cái xe đó thôi, còn ngoài rạp thì vẫn có đèn. Em không biết ngoài rạp, tại vì lúc đó em đang ở trong cái xe thôi. Em không biết chuyện gì ngoài rạp xảy ra, tại vì lúc đó mình tắt rồi. Ngoài rạp thì người ta vẫn cho khán giả đi vào như thế. Mình không biết được, tại mình có cái xe đó mình mới thấy được của bên trong là cái gì, nó tắt xuống hết trơn rồi mình không có cái làm việc ở ngoài được nữa. Mọi thứ nó sẽ tao gì một thời gian sau khi mà gọi là bao nhiêu người đi tìm đủ đường. Em không nhớ là bao nhiêu lâu thì bắt đầu nó lên lại. Không, cái câu chuyện nó lên lại, xin lỗi Trúc Hồ cho tôi ngắt ở đây là sau đó thì tôi nhớ thế này, sau khi chấm dứt như vậy rồi đó thì chỉ có cái phần âm thanh xài được thôi, lên lại âm thanh, cho nên chị Vân âm thanh cái đó cũng là âm thanh trong rạp thôi. Đúng, âm thanh trong rạp. Nó không có liên quan gì chiếc xe được, chiếc xe nó dead rồi. Không dính tới cái chuyện thu hình nữa. Dạ, nó dead rồi, tức là dùng âm thanh trong rạp. Thì chị Vân mới quyết định là khán giả, thưa quý vị khán giả chờ lâu quá rồi, gần hơn 1 tiếng đồng hồ. Họ bắt đầu họ bu, họ la lên rồi. Thì chị Vân mới nói mọi người là quyết định cái show 1 đó. Tại vì chúng ta còn show 2 nữa. Thì trong lúc mọi người đang chờ đợi để sửa đó, thì cứ đi go on. Thì dùng cái âm thanh trong rạp để phát. Giống như chương trình live vậy. Giống như chương trình live, exactly. Thì sau đó đó, có một điều anh Trúc Hồ và thưa quý vị, anh Trúc Hồ không để ý đó. Là lúc đó Trúc Hồ và Việt Dũng giới thiệu bài 10 năm yêu em của anh Trầm Tử Thiêng. Cái là show 1 của show 2. Show 1 chứ. Nhưng mà khi mình thâu lại đó thì tôi có ăn gian là lấy cái show 2 để đưa lên show. Mà quý vị khán giả hồi xưa là xem, lúc nào cũng thâu 2 show. Tại vì cái lúc mà Hồ lên đó, thì máy nó vẫn chưa làm việc. Cho nên chỉ có cái handheld thì nó làm việc. Thì anyway thì thưa quý vị là anh Trúc Hồ và anh Việt Dũng lên thì cái câu hỏi đặt ra với Trúc Hồ là lúc đó đó Việt Dũng đã nói với Trúc Hồ là trong rạp này có ma, chắc là nhờ Hồ xin anh Thiêng đi, và Hồ có xin đó, thì trong lòng Hồ có tin điều đó không? Thật sự là lúc đó thì nó coi như là nó loạn lên tới đằng sau hậu trường. Em nhớ là một số ca sĩ đi chạy mua đồ để cúng. Thì lúc đó mới tìm hiểu. Thì cái vấn đề là khi mà Trúc Hồ là người đi chọn cái rạp đó để mướn, mình tìm rạp ở DC để mình mướn để mình làm. thì National Theater thì nó là quá tốt rồi. Dạ vâng. Ngoài vấn đề Kennedy Center, dạ vâng, cái đó là quá lớn. Thì lúc đó mình mới đầu mình, thời đó có internet rồi. Dạ vâng. Mình lên internet thì mình mới biết là cái rạp này nó có một cái lịch sử. Dạ vâng. Là có một người hồi xưa họ diễn kịch ở ngay rạp đó. Dạ. Và họ đã bị giết. Dạ vâng. Ừ. Thì lúc đó mình mới biết là ở dưới đó nó có một chỗ mà hình như thờ ông đó nữa. Dạ. Cho nên chị Thanh Tuyền hay ai đó mới Lâm Nhật Tiến gì đó em nghe nói. Dạ vâng. Mà em không biết, tại vì em không, vâng, muốn nằm ở đằng, vâng, sau cái khu đó. Và lát tôi sẽ kể cho Hồ. Ừ. Nhưng mà lúc đó thì tôi và Việt Dũng có nói với Hồ là có một ông kịch sĩ, ông qua đời ở đây. Ừ. Và có lẽ là ông ấy giận, tôi này nói như vậy đó. Ừ. Thì Hồ mới lên xin anh Thiêng phù hộ. Ừ. Thì lúc đó Hồ nói nhưng mà khán giả cười. Thì không biết là Hồ có tin là nói hay là Hồ đem ra nói vừa không, nói vừa đùa. Em là người công giáo nhưng mà em tin có thế giới bên kia. Ừ. Tại vì hồi xưa khi mà em đi chơi nhạc còn nhỏ với lại chị Kim Anh đó, từ bên Đức mà đi qua Pháp về nhà chị để mà chơi đó, thì trên xe trên đường đi từ Đức qua Pháp em nói với chị Kim Anh là em chia sẻ đó mà, em nói là em được ơn trên là em xin cái gì Đức Mẹ cũng cho hết, em cầu nguyện Đức Mẹ là lần này cho anh em gặp ma. Thì ngay cái ngày hôm đó đi qua bên Pháp, ở ngay cái nhà của gia đình chị Kim Anh, thì tự nhiên em nói thôi em mệt quá, em không muốn đi chơi nữa. Bên Pháp phải đi chơi trễ lắm, 11 giờ mới đi. Em nằm ở nhà em ngủ. Thì em nằm ở nhà em ngủ thì em mới bị ma nó tới nó thăm. Thế em phải đợi tới sáng đợi mấy người khách về, mấy gia đình của chị Kim Anh về. Thì bác trai bác gái nói là cái nhà này có ma là đúng, tại này là cái nghĩa địa. Bác là người giữ cái nghĩa địa này, những người kháng chiến Pháp thời Thế chiến thứ hai bị chủ Đức xã nó giết, nó bắn, cho nên cái khu này là khu dựng lên giữ mấy cái xác đó và tưởng niệm những người anh hùng đó. Thế Hồ thấy cái gì để mà biết là gặp ma? Ma đó hả? Ma thật sự anh không cần phải thấy. Ma em không biết có người ta thấy ma chưa? Nhưng mà em biết kiếm một điều là em biết là ma đang có mặt ở ngay căn phòng của mình. Cái căn phòng mà em ở nhà chị Kim Anh á, cái nhà đó cái phòng nó nhỏ xíu à. Thật sự nguyên cái nhà nó chỉ bằng cái nguyên cái siêu mình đây thôi. Bằng ăn, phòng ngủ, phòng ăn, phòng vệ sinh, nó đều nằm trong một cái flat nhỏ gì đó, cái vị trí nó nhỏ vậy. Studio thôi. À, giống một cái studio thôi mà không được studio kiểu mà New York mà bự đâu. Thì em nằm ở dưới đất ở đây nè, hả? Cả nhà đi chơi hết, đúng là em đi chơi, em qua Pháp để đi chơi mà. Nhưng mà tự nhiên cái nổi hứng cái mình đòi ở nhà nghỉ gì đó. Thì em nằm ở đây, thì em ngủ, thì cái guest room nó nằm ở đó, mà em thấy cửa đi vô mở dặn nước tắt nước sạc hoài, nó quá gần anh để mà anh nghe thấy được. Quá tưởng gần như là tưởng như có người nào ở đây đó. Có người nào của mình cứ ủa sao đi hết trơn rồi sao gì nữa mà cứ tới luôn hoài rồi giật toilet nữa chứ. Cái mình nó chết cha rồi. Bắt đầu toát mồ hôi. Toát mồ hôi là nhất là cái ở đằng sau ót của anh nó lạnh. Cái mới nằm mình đọc kinh không. Em đọc kinh xong cái em đọc kinh một hồi á thì em có được cái lòng tin. Cái em mới đứng dậy. Em mới đi vô cái restroom nó mở đèn lên coi thằng nào chọc mình ở đây nãy giờ. Thì không ai hết. Cái em mới dặn hết tất cả các đèn, cái em ngồi đợi mấy người về. Cái em hỏi thì ba với chị Kim Anh, ba chồng á, mới kể cho em nghe đây là căn nhà của ma. Mà ma nó tới chơi với gia đình bác hoài à. Con cũng chẳng có gì phải lo. Cảm ơn Hồ. Và vâng thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại với chương trình thu hình. Chương trình thu hình Asia 46. Thì sau khi Hồ giới thiệu Đôn Hồ thì tôi nhớ là Đôn Hồ đứng dậy hát. Okay. Thì lúc đó Hồ quay trở lại control room đúng không? Yeah. Để làm việc. Yeah. Thì ở bên ngoài này người ta nhìn thấy cái chuyện gì của nó Hồ thì Hồ không biết là bởi vì Hồ lo đi xuống cái control room. Cái thời gian mà em đi từ cái rạp đi ra cái chiếc xe control room nó mất con cỡ khoảng 5 phút. Right. Thì chuyện không biết chuyện mấy gì phút xảy ra. Right. Thì bây giờ Hồ kể là trong lúc Hồ trở lại control room thì những chuyện khi mà em đang ngồi trong control room em không nhớ là số 1 hay số 2. Vâng. Sau 16 năm em không nhớ. Không, chắc chắn là số 1 rồi. À. Xin nói rõ là số 1. Đại khái là lúc đó là Donald hát liên khúc 10 năm yêu em chứ không phải một bài liên khúc. Vâng. 10 năm em và tưởng niệm. Liên khúc 10 năm yêu em có thể là 10 năm yêu em, có thể là 10 năm tình cũ, hai bài đi chung với nhau. Vâng. Và em biết rõ là như vậy là bởi vì không phải bài tưởng niệm Liên Khúc 10 năm yêu em, là 10 năm yêu em, 10 năm tình cũ. Em là người quên bài đó mà. Em nhớ. Thì khi mà em ngồi trong cái cổng tô lum đó, Đan Hồ đang hát 10 năm yêu em, tầm tầm. Em nhớ cái hòa âm luôn mà. Cái đoạn đó luôn. Nguyên cái đầu gấp chút cái thầm. Cái gì? Nguyên cái dàn gì nó gấp từ trên, nó gấp giống như cái dàn đèn đó. Dạ, nó gấp. Coi như là tao nổ xếp bể đầu á. Nó gần tới mức đó luôn. Thì tương tương đó là cái khi mà cái chuyện như vậy xảy ra thì coi như là cái video mình nó hỏng. Thì như là một người có trách nhiệm, em phải gọi nó tất cả là nguyên, coi như là từ đạo diễn cho tới lighting designer, mọi người thấy chuyện gì nó xảy ra và quay qua em để mà hỏi là em muốn quay nữa, em muốn stop phải làm lại từ đầu. Thì em nghĩ là đi luôn, không có nên stop, bởi vì em nghĩ em về em có những cái ISO em edit lại được. Tức là Hồ thấy không có cái gì mà nó damage. Có, nó rớt cái rầm thôi. Rớt thôi nhưng mà không có ảnh hưởng đến mình có thể mình cắt, mai là Donald không có bị, Donald không rớt trúng Donald. Thì cái lạ là em không có stop lại, em để nó đi luôn. Thì khi mà em về nhà em edit á, thường thường mấy cái băng ESA hồi xưa là em edit, em ngồi em coi lại hết tất cả cái ISO. ISO có nghĩa là một chương trình chúng ta quay có thể 7 cái camera thì 7 camera chúng ta, mỗi cái camera thì chúng ta đều giữ lại hết. Ngoài khi chúng ta đã có switcher thì chúng ta ngồi chúng ta switch rồi. Cái người đạo diễn á, khi mà họ ngồi á, họ switch tại chỗ, nó giống như một người conductor và nhạc á, nó có hồn hơn. Còn mình để ba cái mấy cái camera chết mà giờ mình edit lại nó không có hồn. Em có những cái ISO rồi, 7 cái góc cạnh khác nhau rồi. Cho nên em không có ngần ngại để cho đi luôn. Tức là để đi luôn, về để tính sau. Rồi về em sẽ có okay, 7 cái khác. Sau đó. Rồi, thế là... Em tìm hoài không ra được cái cảnh mà... Tức là sau khi về thâu hình xong rồi đúng không? Không cái chuyện mà trồn rớt xuống Donald never happen, không có xảy ra trong cái tất cả 7 camera. Tức là về coi lại tất cả những cái máy thu hình không hề xảy ra. Không có. Không phải một mình em check không, mà Thi Vân cũng check luôn. Mà lúc đó ở trong phòng control room có nhiều ngày người nhìn thấy chuyện cảnh đó không? Thì tất cả anh em kể mọi người đều thấy. Mọi người đợi cả em. Đạo diễn luôn. Mọi người cả mấy người. Giống như họ react một cách rất là mạnh và nhìn về em. Thường thường em là người phải gọi stop. Nhưng mà em ngồi em thôi cho nó đi go. Cứ giữ. Chứ không có gì phải stop lại hết. Tại một chương trình mà mình trình diễn cho khán giả đó, khi mà mình gọi stop là một cái gì nó phải kinh khủng lắm mình mới stop thôi. Tại vì khán giả người ta phiền lắm, mà nó mất hay đi, nó mất cái smooth của chương trình đi. Mình không có được, tự nhiên mình đang đắt 10 năm yêu em, mọi thứ đang hay tự nhiên mình stop, rất là vô duyên. Và thưa quý vị, chuyện anh Trúc Hồ vừa kể nó lại trùng hợp đúng với tôi, các người bạn mà tôi đã kể từ lúc nãy là anh Nguyễn Viết Kim. Anh là kỹ sư của NASA ở DC. Anh là người đã đưa chị Thanh Tuyền đi mua đồ cúng ở Chinatown. Và anh cũng nhìn thấy cái dàn đèn đó. Từ ngoài đó anh ấy gọi vào, anh bảo Lộc ơi, có chuyện gì vừa xảy ra, mọi người có sao không? Thì sau vừa rồi, cách đây vào khoảng hơn một tuần, thì tôi cũng có liên lạc để anh ấy kể lại chuyện này. Và chính anh cũng nhìn thấy như là Trúc Hồ. Nhưng mà lại... Không phải một mình em thấy đâu, nhiều người thấy lắm. Đôn Hồ cũng biết mà. Đôn Hồ sau này về nói chuyện của em cũng biết mà. Tôi có gì nó rất làm sao em mới ngồi cái rầm mà hên quá nó không đụng em. Nói chung là cái chuyện này tất cả mọi người đều thấy. Em tin là 16 năm đã qua rồi. Mình nhắc lại, không biết vì lý do gì mình nhắc lại, nhưng mà anh hỏi thì em trả lời sự thật thôi. Là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Là có một cái sự kiện lớn xảy ra trong cái rạp hát National Theater và nó làm rất phiền lòng tất cả anh em trong cái ngày quay gần ngày hôm đó. Nó phiền lòng giữa lighting designer, giữa cái người set designer, chửi lộn nhau, cãi lộn nhau, rồi sau này không nhìn mặt nhau nữa. Nói chung là đó là một cái gì nó rất là huyền bí. Nó rất là khó diễn tả. Nói chung là mình có một số người phá mà cái người phá đó là một cái thế giới khác, thế giới âm. Không, nhưng mà sau khi Trúc Hồ cầu nguyện như vậy thì sau bài đó là coi như là hầu hết tất cả các máy hoạt động trở lại. Thì cuối cùng thì mọi thứ nó cũng làm việc lại, hú hồn. Phải dùng là chữ hú hồn. Nó tới mức độ kinh khủng nên là mình ngồi trong cái phòng control room và mình biết được là rất nhiều anh chị em ca nhạc sĩ của mình xuống tới đó để mà đốt nhang cầu hộ. Dạ vâng, đúng như vậy. Mỗi người có một cái tôn giáo, một người suy nghĩ khác nhau. Và nhưng mà tất cả mọi người đều muốn cái bữa trình diễn nó được bình an, xảy ra tốt đẹp để anh em làm việc tốt đẹp. Thì cuối cùng thì cái chương trình hành trình 30 năm đó thực hiện được một cách đầy đủ. Vâng, em nghĩ là một trong những chương trình mà em hài lòng. Vâng, đúng như vậy. Vâng, đúng như vậy. Rất là cảm ơn Trúc Hồ. Và thưa quý vị, một lát đến đây chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại để nói về cái phần 2. Phần 2 nó có những cái mầu nhiệm khác, là chắc Trúc Hồ cũng nhớ là chúng ta mời ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Và chúng ta hôm đó cầu nguyện. Bởi vì hôm đó, cái chương trình ngày hôm đó chúng ta có nhiều tưởng niệm nhiều người lắm, các quân nhân tử trận này, rồi những thuyền nhân chết trên các trại đảo này. Đúng, mình nhìn rồi lại 30 năm, nhìn lại 30 năm, rồi chúng ta đi chiếu lại những cái cảnh cầu nguyện mà ở trên các đảo, các mộ phần của thuyền nhân. Vâng, cho nên nó cứ liên tục. Rồi chúng ta bắt đầu mở đầu bằng cái bài hát của Trúc Hồ mà anh em mọi người ai cũng chùm cái bộ áo đen như là những cái xác chết hiện về đó. Anh trình tìm tự do. Anh trình tìm do đó. Vì thế cho nên khi mà ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông ấy lên để ông thông báo cái quyết định là ông ấy sẽ đón nhận toàn bộ 2.000 thuyền nhân ở bên trại Phú Lộc Tân và mở lại chương trình ODP đó. Thì nó như là một, thưa quý vị, nó như là một cái sự tin vui. Thứ nhất là tin vui, thế nhưng là như một cái gọi là miracle, một cái phép điều lạ. Dạ vâng, một phép lạ xảy ra. Bởi vì có thể nói là tôi làm việc với lại chương trình định cư cả mấy chục năm, chưa bao giờ tôi thấy một người Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mà lại hứa như vậy trước mặt mọi người, trong khi chưa có cái quyết định. Thành mà hôm đó ông ấy, chuyện nó đã xảy ra, và sau đó, cách đó chỉ 5 tháng sau thì toàn bộ những người Việt tại Phi Luật Tân đến được. Em còn nhớ một kỷ niệm đẹp nữa là ông bà tướng Ngô Quang Trưởng cũng có tới xem chương trình đó. Vâng, một lần nữa cảm ơn chị Dương Nguyệt Ánh. Chị Nguyệt Ánh hôm đó nhận lời làm điều khiển chương trình với chúng ta. Vâng, rồi có đặc biệt là anh Phan Mân Hưng từ Úc sang. Một lần nữa cảm ơn Trúc Hồ, và anh em chúng ta hy vọng sẽ lại có cái dịp để làm việc chung với nhau trong những chương trình khác. Em nghĩ là nếu mà có duyên nợ thì biết đâu chừng anh và em mình làm một cái chương trình lớn ngoài rạp lần cuối cùng trước khi mà mình về bên kia thế giới. Cũng có thể mình làm được á. Cũng có thể kiếm một cái rạp lớn nào chừng 3.000 người giống như hồi xưa mình đã từng làm á. Nhưng mà né cái rạp National không bao giờ làm lại rạp đó. Chắc chắn. Thứ nhất là rất tốn nhiều tiền. Từ đây mình bay qua bên đó, mọi thứ mình phải bay từ Hollywood qua hết, tất cả mọi thứ. Cho nên cái tiền máy bay không là chóng mặt rồi. Rồi tiền khách sạn nữa. Mình chỉ làm được ở những đạp ở vùng này thôi, như là Cao Sách Long Beach hay là rạp Long Beach, mấy cái chỗ nào nó mình đỡ tốn tiền bay. Chúng ta đã quen làm. Cảm ơn Trúc Hồ nhiều. Rồi chúc Hồ vẫn tiếp tục hoạt động và thành công. Cảm ơn Nam Lộc. Và thưa quý vị, để trở lại với cái huyền thoại ngày hôm đó, tôi và Việt Dũng tiếp tục tìm hiểu thêm về câu chuyện hồn ma trong Hí viện Quốc gia. Thì được biết là rõ ràng qua tài liệu lịch sử của National Theater, thì vào năm 1835, ngay sau khi thành lập đó, thì Hí viện này đã được công chúng nhiệt liệt hưởng ứng, và rất nhiều chính khách cũng như là các nhà lãnh đạo ở Hoa Kỳ và các nước khác đã thường đến để mà thưởng thức ca nhạc cũng như là xem các vở nhạc kịch giải trí. Ông John McCullough là một trong số các kịch sĩ nổi tiếng trình diễn tại Hí viện này vào những cái năm sau đó, vào khoảng vài chục năm sau đó thì phải. Ông sinh ra tại Ái Nhĩ Lan. Ông di dân đến Hoa Kỳ từ khi 16 tuổi sau khi mẹ ông mất. Ông trở thành kịch sĩ và xuất hiện rất nhiều sân khấu ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ qua các vở kịch của Shakespeare, đặc biệt là qua cái vai trò hoàng tử Đan Mạch Hamlet. Tài liệu ghi lại là vào mùa đông năm 1885, thì sau khi trình diễn xong đó, mọi người đều xuống basement để mà thay quần áo và nghỉ ngơi, thì ông McCullough có một cái cuộc cãi vã với một người nam kịch sĩ đồng diễn liên quan đến cô nữ diễn viên chính. Bên ngoài thì có vẻ là hai người có cái sự tranh giành về nghệ thuật, nhưng mà bên trong và theo sự nhận xét của nhiều người thì có lẽ lý do tình cảm cùng sự ghen tuông nó đã ảnh hưởng đến cái mối giao hảo của hai người nam kịch sĩ này. Và trong buổi tối hôm đó, cả hai đã kéo nhau ra cái bờ suối bên cạnh rạp, ở bên dưới sân khấu đó, để mà tranh luận. Nhưng mà sau đó thì ông McCullough đã bị người bạn đồng diễn bắn chết. Không hiểu vì sợ tai tiếng hay là muốn giấu giếm cái nổi vụ này, người ta đã âm thầm chôn xác ông McCullough ngay dưới hầm sân khấu và lấp kín bằng những cái lớp xi măng dày cộm. Từ đó trở đi, ông trở thành quản thủ của hí viện này, đêm đêm hiện về theo dõi, kiểm soát và thậm chí còn tham dự vào các buổi trình diễn. Và đó cũng chính là lý do mà nhiều nhà tổ chức thường dành một ghế trống danh dự cho ông, ngoại trừ Trung tâm Asia. Vào giữa thập niên 1930, để chấm dứt những cái lời đồn đãi hoang đường này của dân chúng đó, đồng thời để trả lại danh dự cho một kịch sĩ tài hoa, thì cơ quan tư pháp Hoa Thịnh Đốn đã đưa ra đề nghị là khai đào cái phạm vi khu đất sân khấu của Hí viện Quốc gia hầu tìm cái thân xác của ông McCullough. Dù là chỉ là một nắm xương tàn, nhưng mà cũng xin được chôn cất cho nó đàng hoàng tử tế. Tuy nhiên thì thưa quý vị, cái dự án đó đã bị rất đông nghệ sĩ trong ngành kịch nghệ cùng với khán giả, thân nhân của người quá cố và đặc biệt là ngay cả chủ rạp hát National Theater cũng phản đối cái dự án này. Và có lẽ vì thế cho nên hồn ma của ông vẫn chưa được siêu thoát, mà cứ lanh quanh luẩn quẩn trong Hí viện Quốc gia, có thể nói là một cái rạp hát cổ kính của nước Mỹ. Và đặc biệt là cái khẩu súng để mà dùng bắn ông đó cũng đã được tìm thấy vào năm 1984, tức là 99 năm sau ngày mà ông bị ám sát. Và mặc dù đã bị rì sét rồi, nhưng mà người ta vẫn tân trang lại cái khẩu súng này và trưng bày ở trong một cái viện bảo tàng nghệ thuật tại Hoa Thịnh Đốn. Và để thương cảm cho nỗi oan khiên của một người nghệ sĩ có tài, rất nhiều nhà văn, nhà báo đã viết tiểu sử về 53 năm cuộc đời sôi nổi, đầy hào quang của ông McCullough. Riêng tại thành phố Philadelphia là nơi ông từng cư ngụ, đã dựng lên một đài tưởng niệm dành cho ông tại nghĩa trang Mount Namart Cemetery. Thì đối với tôi, cái giây phút linh thiêng và cảm động nhất là phần xuất hiện của ông Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Arthur Dewey, đặc trách về di dân và tị nạn của chính phủ Mỹ. Thường, thưa quý vị, các vị chính khách này họ rất thận trọng, không bao giờ mà đưa ra những cái lời hứa hẹn định cư cho bất cứ một cái chủng tộc nào. Họ để tránh cái sự tranh chấp cũng như là so sánh, ganh tị trong giữa các chủng tộc khác nhau. Và trong cái thời điểm đó đấy, thì người Việt tại hải ngoại cũng đang ráo riết vận động cho khoảng 2.000 người Việt còn lại bị kẹt ở Philadelphia từ suốt 16 năm trước, mong cho họ được định cư ở Hoa Kỳ, vận động cho họ được định cư ở Hoa Kỳ. Cá nhân tôi cũng đại diện nhiều cơ quan đoàn thể, cũng đã từng gặp ông tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để xin ông giúp đỡ. Nhưng mà chưa bao giờ ông Dewey hứa là sẽ thực hiện điều này. Có chăng là ông chỉ nói rằng, yes, we try the best, tức là tôi sẽ cố gắng tối đa. Thế nhưng mà thưa quý vị, tối hôm nay tại Hí viện Quốc gia, ngay sau khi Đại tá Vũ Văn Lộc giới thiệu ông Dewey, ông đã ứng khẩu một cái bài diễn văn thật là cảm động và thật là ngạc nhiên. Không biết là vì một cái lý do nào đó, ông đã phá lệ khi mà đề cập trong cái phần phát biểu của mình bằng lời hứa rằng sẽ mở lại chương trình ODP từ Việt Nam, đồng thời hứa là sẽ nhận toàn bộ thuyền nhân người Việt còn lại tại Philadelphia. Thank you so much. The events of this evening evoke so many separate and moving memories for all of us. The war itself, being a helicopter pilot, I had 2 full tours there and some visits in between. And also the skit which showed the parting of families and the farewells. There were farewells on this side too. And I had to say goodbye to my family a few times during the war. I was one of the lucky ones. I came back. There were about 50,000, over 50,000 Americans who did not. One of the memorable moments in the spring of 1975, I was in the Pentagon as chief of the political military division. And one of my action officers came in and said, we will need to prepare to accept about 125,000 refugees from Vietnam. And that was the first indication that probably anybody in the United States had of what was ahead. And of course, we did our best to make that happen. There were more than 125,000. It's nearly 1 million who left Vietnam. And the United States is proud for having done its part to provide a future and the opportunity of freedom for those who came. The other episodes that were portrayed tonight, the boat people, the rescue at sea, and I remember the efforts we made to encourage ship owners to stop the huge tankers, some of which did stop and picked up the refugees. The efforts that we made to stop the horrible practice of piracy at sea in the Gulf of Thailand, and the success we had in shutting down that terrible scourge of piracy. And then the success stories of so many who have contributed so much to the society of the United States and continue to contribute today. There is still work to do. We're not finished yet. There's still the Philippine program that we're working very hard on. There is still the persecution of Montagnards who've come into Cambodia, and we're working hard on that. And as you know, we have reopened the Orderly Departure Program, now called the Humanitarian Resettlement Program. And this is good news for those who didn't have the opportunity the first time around to take advantage of this program. So on behalf of all the members of our Bureau, dating back decades really, and some of them that I worked with at the very end of the war are still in the Bureau, on their behalf and on behalf of all of those who continued to work today, it is with great pride and I consider it a great honor to accept this award on their behalf. Thank you very much. Cả hội trường khán giả, tất cả mọi người tự động đứng lên, vỗ tay và cảm ơn ông. Một cái hành động gọi là standing ovation hiếm thấy trong các buổi trình diễn của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, và lại cũng càng hiếm thấy hơn vì đây chỉ là một phần phát biểu chứ không phải là một cái màn trình diễn. Cử chỉ đẹp đẽ này đã khiến cho ông Dewey xúc động đến nỗi ông tự động bước xuống trước sân khấu thay vì bước vào phía sau như đã dặn dò ông trước. Đồng thời ông cũng quên luôn cả cái chỗ ngồi, cứ đi vòng vòng khiến ai cũng chia sẻ cái phút giây vui vẻ và cảm động nhớ đời này. Và cũng chính lời hứa đó trong cái buổi thu hình video hành trình 30 năm mà chỉ đúng 5 tháng sau, toàn bộ người Việt tị nạn tại phía Luật Tân đã được đặt chân đến Hoa Kỳ qua cái sự tiếp đón nồng hậu của cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi trên đất Mỹ. Và để chấm dứt câu chuyện ngày hôm nay, tôi xin mượn lại câu nói của cô Thi Vân. Không tin cũng phải tin. Cô còn cho biết là có lẽ vì không chịu tin là cái hồn ma của ông McCullough là chuyện có thật, cho nên không cúng kiếng cũng như là không dành chỗ cho ông ngồi, mà sau đó khi trở lại California thì cả Thi Vân và Trúc Hồ đều bị bệnh cả tháng trời. Đồng thời cái lời nhận định của ông Nguyễn Viết Kim, kỹ sư cơ quan NASA, khi ông cho biết rằng chắc chắn đã có một sự phù trợ tâm linh sau khi cúng bái. Và dĩ nhiên là qua câu chuyện này là tin hay không tin là còn tùy theo cảm quan của từng mỗi quý vị khán thính giả. Xin tôn trọng sự phán đoán tâm linh của tất cả mọi người. Và thay mặt chú Nam Lộc và trung tâm Asia, Jimmy kính chúc toàn thể quý vị một mùa lễ vui vẻ và không gặp ma. Tuy nhiên, nếu quý vị nào có đi ngang National Theater thì xin đừng quên gửi một lời chào đến cố kịch sĩ McCullough nhé. Mến chào tạm biệt quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.